Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Chơi Công Nghệ. Và đây là cái góc làm việc hàng ngày của mình. Mình đã setup lại phải đến N lần rồi. Thay đổi cái này, thay đổi cái kia các thứ. Thế thì hôm nay hãy cùng mình quay trở lại để xem là trên cái bàn làm việc này thì nó có những cái gì. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Đồ Chơi Công Nghệ của mình thì mình là Tony Phùng. Mình làm tất cả những video liên quan đến công nghệ. Cái kênh này sẽ chủ yếu tập trung chia sẻ về những món đồ chơi hay là những món phụ kiện, thậm chí là những thiết bị công nghệ mà mình sử dụng phục vụ chính cho nhu cầu của bản thân, cũng như là khám phá được thứ gì mới để phục vụ cho sự tìm hiểu của các bạn chẳng hạn. Đấy, thế thì các bạn cứ đóng góp ý kiến ở phía bên dưới nhé. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên bấm like, comment. Và nếu thấy hữu ích thì có thể chia sẻ cho những người khác cũng biết đến cái kênh của mình. Ok, rồi, đây là cái bàn làm việc của mình. Thế thì không thể thiếu được sẽ là màn hình này, màn hình máy tính này. Mình sử dụng ở đây là một cái Mac Mini này. Đó, Mac Mini này thì sẽ là phiên bản M1 16GB. Nên nói chung là cái đấy cũng bình thường thôi. Ở phía bên dưới này thì mình cũng sử dụng một cái iPad Pro để mình có thể lướt Facebook trong cái lúc mình rảnh rảnh các thứ gì đó, mình xem video YouTube các thứ gì đó. Nói chung là nó cũng sẽ phục vụ được cái nhu cầu cơ bản thôi. Và mình cũng đã chia sẻ trong video hôm trước ấy, 30 củ chỉ là một cái màn hình phụ ấy, nên nói chung là cũng hơi xót ruột. Nhưng mà đây là đồ đi mượn mà. Bao giờ mà phải trả thì tính sau. Ok. Rồi, cái bàn phím mình đang sử dụng ở đây, bàn phím chính luôn là KBD75V2. Và nó sử dụng cái Black Switch của Cherry, cũng như là cái bộ keycap này là phiên bản Ferrari. Nó là SASP. Và nói chung là cái hàng này là hàng clone thôi, nhưng mà tổng giá trị của cái bàn phím này nó vào khoảng tầm 6 triệu. Và nếu như các bạn muốn mình đánh giá thật kỹ về cái bàn phím này thì comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ làm trong video sắp tới. Ok, mình sử dụng ở đây là một cái sợi dây, các bạn thấy không? Cái bàn phím này nó là bàn phím cắm dây, cổng USB-C, thế nên mình sử dụng ở đây một cái sợi dây xoắn, gọi là coil cable gì đó. Đấy, rất là thú vị. Rồi nhìn cũng đẹp, setup vào đây thì cũng vui. Mình mới bọc lại cái đầu này màu vàng này cho nó đồng bộ với cả phím màu vàng của mình. Đó, hay chưa? Rồi, chuột ở đây thì mình vẫn sử dụng là Razer Viper Ultimate. Thì con này mình sử dụng lâu lắm rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa thấy có một con khác nào nó có thể tốt hơn con này để mình thay thế cả. Nên là mình vẫn đang sử dụng. Và nếu như các bạn muốn biết là nó ngon ở cái điểm nào á thì comment nhé. Cái mức giá của cái chuột này hồi thời điểm mình được tặng thì nó vào khoảng tầm gần 4 triệu cơ. Tuy nhiên bây giờ mình thấy có rất nhiều nơi bán con này chỉ khoảng tầm 2 triệu mấy à. Nếu mà mua thêm cả cái dock sạc như này vào cũng chỉ khoảng 3 triệu. Thế mình nghĩ rằng đây là một cái mức giá mình nghĩ là hợp lý để chúng ta có một con chuột vừa đẹp, Razer hẳn hoi luôn, led lủng các thứ rất ok. Nó cực kỳ nhẹ luôn, không dây mà nó nhẹ cực kỳ luôn. Và trải nghiệm sử dụng rất là sướng thì ok, mình sẽ làm sau nhá. Rồi, đi vào phía bên trong này thì một vài những cái món phụ kiện đồ chơi khác. Thì máy tính mà, mình sẽ cần một cái micro để mình thu âm này. Đôi khi thì video call nói chuyện với mọi người, hoặc là mình thu âm một cái đoạn gì đó voice trong cái video, thì mình sử dụng cái AKG Lyra này. Mình sử dụng nó rất là lâu rồi. Và đây là một trong những cái mic rất là chất lượng. Tuy nhiên thì hiện tại thì cũng ít dùng. Nhưng mà con mic này thì âm thanh nó ngon thật. Đây, một cái hub. Cái hub này là cái hub trung gian để mà mình có thể sử dụng với cái Mac Mini này. Bởi vì sao Mac Mini này thì có cổng A, có cổng C, nhưng nó lại thiếu rất nhiều thứ. Ví dụ như là jack cắm tai nghe thì là đằng sau. Đấy, mình muốn sử dụng jack cắm tai nghe, bây giờ mình sẽ sử dụng qua cái hub này. Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ có một cái cổng A ở đây để mà cắm sạc, hỗ trợ là 18W. Mình sẽ có những cái cổng, ví dụ cổng C này, cổng A này, cổng A này, để mình kết nối cho những thiết bị ngoại vi bên ngoài như là ổ cứng. Ví dụ như mình đang gắn ở đây là một cái ổ cứng này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, đây mình có luôn đầu độc thẻ này tốc độ rất là cao, thế nên mình có thể hỗ trợ tất cả những cái thể loại thẻ xịn nhất bây giờ cũng đều ok hết. Ngay đằng sau mình còn một vài cổng A, một vài cổng nhỏ nhỏ, những cái đấy mình không quá quan tâm. Mình nhìn sâu cho các bạn mặt trước như này là các bạn sẽ thấy cái sự tiện dụng của cái hub này là như thế nào rồi, đúng không? Thực ra mình dùng cái hub này là nó hơi phí, tại vì nó còn có thể xuất được ra cho máy tính đến cái mức độ được tới 100W. Thế nên là kể gắn với cả MacBook các thứ cũng ok hết, gắn với những cái laptop Windows bây giờ cũng ok hết. Nhưng mà mình không có nhu cầu sử dụng đến nó, nên là để đây nó vừa đẹp vừa gọn mà nó lại phục vụ được, nói chung là cơ bản tốt những cái nhu cầu khác đó. Rồi, bên này sẽ là một cái kệ. Cái kệ này thì mình dùng từ quá lâu rồi, bây giờ kể từ khi mình dùng là anh em mấy đứa bạn mình, mấy đứa nào nhìn thấy cái kệ này của mình cũng đều mua một cái. Đây là một cái kệ mà mình có thể để được tới tổng cộng tới 30 mấy cái điện thoại lên đây cơ. Nên là nó sẽ là một cái khu để mình có thể cất gọn tất cả những cái máy mình cần phải test, mình cần phải đánh giá. Nên là mình để gọn vào đây thôi, nó tiện kinh khủng luôn. Còn điện thoại ở đây thì ôi, nói chung là nghề nào thì nó khổ cái đấy, mà các bạn nhìn thấy đống điện thoại thì các bạn thấy sướng, chứ mình nhức đầu lắm. Đây, dùng điện thoại chính bây giờ thì chỉ có một vài cái như là iPhone 12 Pro Max này. Đấy, đây là Z Fold 3 này. Đó. Và S21 Ultra của mình thì vợ mình đang cầm để lướt Shopee rồi.
Đấy, thì chỉ dùng có 3 cái là chính thôi. Cũng có rất nhiều những cái điện thoại khác mình thích, ví dụ như đây. Đây là Oppo Find X3 Pro này, mình cũng dán cái skin đỏ này rất là đẹp này. Đó. Nhưng mà bây giờ cũng ít dùng tại nhiều máy quá. Làm sao mà có thể cùng một lúc dùng bao nhiêu máy được, nên là dùng cái nọ thì lại cất cái kia thôi. Lúc nào thích thì lại lôi ra dùng tiếp. Đó, vậy thôi. Đây, Marshall Stanmore 2, mình đã có video đánh giá chi tiết về nó rồi. Các bạn nhớ xem trên kênh nhé. Rồi, và phía bên trên này sẽ là một cái bảng gọi là Podbot. Thì mình cũng sẽ làm một cái video chia sẻ để cái món đồ chơi này, nếu các bạn thực sự quan tâm. Bởi vì đây là một trong những món đồ mình cực kỳ ưng ý để giúp cho cái setup trên cái góc làm việc này của mình trở nên nó gọn hơn. Bởi sao? Thứ nhất nhá, đây là một cái bảng sắt. Chúng ta có rất nhiều bản khác nhau, có cả bản bằng nhựa, bản bằng gỗ. Nhưng mình sử dụng cái bản bằng sắt này là bởi vì là nó cứng cáp, cũng như là mình thấy nó kiểu chắc chắn ấy. Đấy, gắn lên nó cực kỳ chắc luôn, thế nên là mình thích nó. Thứ hai nữa là bởi vì nó có những cái lỗ này. Đấy, các bạn để thấy có những cái lỗ này, nên mình có thể gắn vào đây, ví dụ những cái kệ, những cái móc treo này, móc treo này, các bạn thấy chưa? Đấy, mình sẽ cho các bạn xem cái phần móc này. Đó, phần móc như này, các bạn thấy chưa? Thế là mình có thể móc vào đây. Đó, thế là mình treo những cái món đồ mà mình thích lên. Ví dụ mình để hộp điện thoại này, mình treo loa này, mình treo sợi cáp này, mình treo tai nghe này, hay mình có một cái kính ở đây này. Đó, thì bây giờ cũng đâu có dùng đâu, đâu có đi ra đường đâu, thế mình để ở đây này, nó rất là đẹp luôn. Mình có thể treo những cái món khác ở đây. Mình cũng đang tìm mua lại cái này màu khác, ví dụ màu đỏ, mình thích màu đỏ cơ, bây giờ đang dùng tạm cái màu xanh để mình đựng vị trí kiểu tai nghe này, củ sạc này, một đống ổ cứng này, hay là mình treo cái nút bả của mình lên đây. Đó, các bạn thấy chưa, nó cực kỳ tiện, nó cực kỳ đẹp luôn. Và cái công dụng của nó như thế nào, cũng như những cái hệ sinh thái xoay quanh như thế nào á, thì mình sẽ chia sẻ để cho các bạn sau. Ok, rồi bên trên này các bạn thấy là một cái logo rất là to của mình, Tony Phùng Studio. Đó, cực kỳ to luôn. Cái logo này thì có thể phát sáng được, tuy nhiên thì mình ít khi mình bật lắm. Đợi mình chút xíu. 10 seconds later. Đó, ta-da, các bạn thấy chưa? Logo này thì nó có thể phát sáng được, tại vì ở trong nó có tới cỡ đâu hình như là 300 cái bóng LED cơ. Và con này nó tốn điện kinh khủng, nó tốn lắm luôn. Thế là không phải lúc nào mình cũng dám bật. Bật lên như này, theo như cái ông lắp cho mình thì bảo một tiếng nó tốn đâu đó tầm khoảng 400W điện. Trời ơi, nghĩ sao 400W điện mà mở ví dụ một ngày 10 tiếng nó mất 4.000W. Tức là 4 số điện. Một số điện đây mất mười mấy nghìn điện. Ủa, một tháng mất mấy trăm nghìn thôi, riêng tiền không này thôi cả đóng tiền. Thôi. Mình xin. Nên thôi, lúc nào mà có khách ạ, thì mình mới mở lên tí cho nó hao hoài thôi. Chứ còn bình thường tắt đi đỡ tốn điện. Đây là đúng kiểu đầu tư làm cho nó hoành tráng mà xong cuối cùng không dám mở. Cọc thật sự. Hay là bên này này, đây là cái bộ tranh mà mình sử dụng từ rất lâu rồi, từ góc bên studio cũ của mình, thì gồm có Captain này, Iron Man và Doctor Strange. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao không có Thor thủng các thứ, tại mình thích Doctor Strange hơn. Vậy thôi à, easy vãi. Và đương nhiên Iron Man thì các bạn cũng hiểu đấy, Tony Stark. Tony Phùng. Rồi ở đây thì đây, đây là một cái setup nhỏ nhỏ. Đây là một con A7S2 kèm với một cái màn hình, và cái len này là 24-70. Mình cũng có một cái len nữa là 50-1.8. Thì cái setup này của mình để ở đây này, để mình quay lâu lâu mình quay vlog các thứ. Đó, mình ngồi góc này mình quay vlog các thứ, vui vậy thôi. Combo này là combo phụ rồi. Ngày xưa thì mình dùng quay video review là chính, nhưng bây giờ team mình sử dụng hai con GH5 với cả 1260 Leica, thế nên bây giờ con này gần như là để backup là chính, mình dùng chơi chơi là chính. Thế thôi. Đó, tóm lại thì cái góc là bàn làm việc này của mình thì cũng có rất nhiều đồ công nghệ. Thế các bạn thích nhất sản phẩm nào và các bạn muốn mình làm kỹ hơn về cái sản phẩm nào thì hãy comment chia sẻ ý kiến phía bên dưới nhá. Sắp tới thì mình sẽ làm hết làm từ từ theo yêu cầu của các bạn. Ok, giờ video của mình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.